Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh chiếc đầm phong thủy giúp Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Miss Grand, lộ bí ẩn xót xa không ngờ. Như vậy là không phụ sự ngóng trông của dân tình, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức trở thành Miss Grand International 2021. Đây cũng là danh hiệu cao nhất từ trước đến nay của các ứng viên Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp này. Bên cạnh khoảng thần thái, tài năng, khả năng giao tiếp trôi chảy thì trang phục cũng là điểm cộng giúp Thùy Tiên ghi điểm. Thậm chí, bộ đầm cô mặc trong đêm chung kết còn giúp cô tỏa sáng, lấn át những thí sinh khác. Và phía sau bộ đầm may mắn này cũng là bí mật thú vị ít ai ngờ. Mẫu đầm mà Thùy Tiên đại diện trong đêm chung kết Miss Grand International 2021 có tên The Crowd The Dress, giấc mơ vương miện. Đây là sáng tạo của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Bộ đầm dạ hội này được lấy cảm hứng từ sắc màu của chính chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế, qua đó thể hiện giấc mơ chinh phục cao quý của Thùy Tiên tại đấu trường nhan sắc quốc tế này. Thiết kế có những đường cắt xẻ táo bạo giúp Thùy Tiên phô diễn trọn vẹn đường cong nóng bỏng, vòng một gợi cảm, cơ bụng săn chắc, vòng hông nảy nở. Thiết kế tuy hở nhưng vẫn tinh tế, giúp Thùy Tiên tỏa sáng trên sân khấu. Đầm đẹp là vậy, nhưng chính nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn từng trần tình. Có một điều tất cả các bạn fan sắc đẹp không biết là chiếc váy này vô cùng khó đi vì đạp lên hộp ở lai dễ té và phần lai mềm dễ dính vào giày do đuôi khá dài. Các bạn nào có hiểu thấu cho Tiên và ekip. Cận cảnh mẫu đầm đặc biệt mà Thùy Tiên đại diện. Đầm có những chi tiết đính đá tinh xảo, ôm trọn và tôn lên trọn vẹn vóc dáng hoàn mỹ không góc chết của Thùy Tiên. Trước đó, cô cũng từng đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh khi diện mẫu đầm này. Thiết kế nhận được khá nhiều lời khen từ cả khán giả trong và ngoài nước. Điều đáng nói, đây cũng là mẫu đầm cũ mà Thùy Tiên từng diện trong buổi trao vương miện Miss Grand Việt Nam 2021. Thông thường, nhiều nàng hậu thường giữ bí mật đầm chung kết để đảm bảo yếu tố bất ngờ và duy trì sức hút với truyền thông. Nhưng Thùy Tiên lại khác biệt khi chọn diện lại bộ cánh đã cùng cô song hành khi nhận vương miện tại Việt Nam. Có thể nói, đây chính là bộ cánh phong thủy giúp Thùy Tiên ghi điểm song hành cùng cô để đoạt được chiếc vương miện danh giá. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.